Nó có bay vô đây nè. Kìa 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 kìa. Trời. Mà em tiêu. Cả nhà. Nó bay quá. Bắt không được cả nhà. Chị trời quá trời luôn cả nhà ơi. Không bắt được con nào. Ui mà mới về tới chỗ thăm mấy cái lời. Đuối luôn. Thấy con vịt mà dí nó. Tưởng đâu đi. Không biết bài. Ưa cánh á. Để em thăm những cái lời đây. Đang đi vô mình thấy mình nó bay toán loạn luôn. Đuối. Để tới điểm đi quay cho cả nhà xem nha. Qua mệt luôn cả nhà. Thấy con vịt trời nó từ trong mấy vườn chào nó bay ra. Nguyên tưởng đâu là vịt nó bị ướt cánh nó sẽ bay không nổi. Dí chụp nó chụp không được. Nguyên một đàn luôn cả nhà. Này chắc bữa nào mình kiếm cái 12 cái ngục á mình đặt vô đây á, đặt kiểu như kiểu mình kiếm vịt chim nào á, đặt trên những cái gò á cả nhà. Thì hôm nay Nguyên cũng làm clip là mình đi thăm những cái loài cá của mình nha cả nhà. Nói chung mới vô thấy Nguyên đàn vịt trời thấy ham quá trời luôn. Rồi thôi thì giờ mình cũng tới điểm mình thăm những cái lời mình đó cả nhà. Quy xin mời cô chú anh chị và các bạn cùng đồng hành với Quy đi thăm với Quy nha. Vô với cái ná thở luôn của mình á, làm không sể cả nhà. Kìa nó bay kìa cả nhà thấy không? Nó nguyên con rồi. Trời bá luôn, dịch trời đi quá trời luôn cả nhà. Nó đang đáp xuống kìa, chuẩn bị đáp á. Đó rồi, đáp xuống luôn rồi. Ôi dịch trời đã giữ được chứ. Mà nó khôn quá cả nhà. Này phải có bẫy gì mình mới bẫy được nó. Mình nghiên cứu để mình kiếm bẫy mình đánh nó. Đây, mình cũng tới là cá đầu tiên luôn cả nhà. Quý xin mời cả nhà cùng thăm với Quý nha. Mới vừa vô đó, chạy đuối vô luôn. Mấy bữa nay mưa quá trời luôn, không biết sao đây. Rồi thằng nhà ơi. Mấy con bị kẹt. Nó kẹt, đầu nó chết. Đường nhiều quá. Ây chà. Có mấy con nó kẹt. Dướng mấy cái lờ nhỏ quá nó ruột hay sao. Nghe nhập thấy không? Cái con này cũng mới vừa chết à. Cái con này mình còn xài được. Có cái nè. Cái đầu được mấy cái rô nè. Có cái lý luôn, thêm con cua nữa chứ. Mới vô làm pha chạy thục mạng luôn. Trời con cá rô nó bự nè. Có con này to dữ trời. Nhìn thấy không? Con này quá chất lượng luôn. Mày thấy cái đồ đặc biệt dí. Đuối. Dục đồ luôn. Học em. Đổ hết giờ đây luôn. Lấy con cua ra luôn để không kẹp hư lờ hết. Rồi, chạy đẳng phòng thủ rồi. Đây, nó ra này. Bắt mày luôn. Con cây sặc mình thả nha cây. Cho cây sặc này. Rồi, tôi đặt cái lờ lại mình tiếp tục vào trong thăm tiếp nha. Thì hiện tại chỉ mới có 7 cái lờ thôi, tôi chưa bổ sung 7 thêm nữa. Còn cái mình cái đồ được 7-8 con nha. Rồi tôi đặt lại cái nha. Đây nha cả nhà. Tiếp tục mình qua cái thứ hai luôn. Nay mấy bữa nay mua quá trời luôn nè. Mong rằng nay đổ mấy cái lời có thành quả gửi đến cho cô chú anh chị xem. Vừa thấy nó quặn không sao. Đấy. Cái đồ to mà nhu. Con nào nấy kìa. Biết nói không? Cá quá chất lượng luôn.
Có lý rồi, mới vô hai cái đều có thành quả. Vừa vô dưới con vịt chờ đuối luôn. Một đàn luôn á, chứ không phải ít đâu. Mình cũng nghiên cứu để kiếm bẫy gì mình đánh thử mấy con vịt chờ này. Nước đặt những cái 12 cái ngục á, nó vô nó kiếm cá nó ăn. Có thể dính. Thế quá đẹp luôn. Quy có đặt đường rồi đó một cái nữa cả nhà. Vào đây mình thăm trước con đây đi, lát nó quành ra Quy sẽ thăm cho cả nhà xem nha. Nói chung là nay 7 cái Quy đặt có một điểm mà. Quy dồn vào đây hết trơn rồi. Kiếm những cái điểm ngon đó, mình đặt. Cũng tính mua thêm những cái lờ để Quy bổ sung thêm á cả nhà. Mà mình chưa có thời gian để ghé chợ mua thêm vài cái nữa. Cái này sao đây? Ý, cái này đã có con cá chào. Cá chào cũng nhỏ, không được bự. Được ăn cá chào mini. Đây nè cả nhà. Thấy không? Hứng những cái đường nước nè, buộc nó phải ra vô, mưa là nó sẽ tấp vào đây mà lùm thôi. Nói chung mình đặt đường này cũng hên xui á cả nhà. Nếu chúng mấy anh mà chích cá vô mấy ông cũng lùm trước mình. Tại mình đặt nghênh ngang quá, đặt là vô người ta thấy luôn. Nãy được con vịt chờ mà chạy hai ba cái rụng luôn. Úi. Đây. Đây có một cái nữa nè. Sao nó dính tanh ta. Ý, được có con cá rô cả nhà. Bỏ lại đi. Cá này nước lên, cá nó chạy quá trời luôn. Quận quá trời quận. Đây, tới cái tiếp theo nè. Cái này duy nhất chỉ có một con cá rô. Này hẻo dưới trời. Rô gì màu. Em cạnh trời. Đừng con lụm la luôn. Con cũng to nè. Thấy là nó đi. Quy bắt bôi quả vô luôn. Mới thấy hai cái đầu dính ham quá. Mấy cái sau sao thấy dính chết sao đâu ta. Không được như mong đợi lắm nha. Đường nước quá yên luôn, chưa thấy gì. Lấy con cá rô bỏ vô luôn. Đây còn một cái duy nhất nữa thôi. Rồi mình ra ngoài kia thăm cái cuối nữa hết rồi. Có 7 cái là. Ồ, cái này nó ngập luôn rồi cả nhà ơi. Trời ơi. Ui, đuối rồi, cá nó chưa. Cá nó ngập hết rồi. Quy sửa lại cả nhà. Rồi mình vào thăm cái cuối cái nữa là hết. Rồi mình vòng ra cái cuối nha.
6 cái hiện ra có một mớ cái rôi, con cá chào. Không biết cái cuối này sao đây. Cái cuối này có thành quả. Đây nè cả nhà. Ý, cái chê, cái chê, cái chê. Hai con cá chê. Hai con cá lóc. Cô Lý, cô Lý. Cái cuối vậy mà ngon lành ghê luôn cả nhà. Em cá rô nó kẹt đầu luôn rồi. Cá rô này còn tươi nè cả nhà. Đấy luôn. Đấy, trời ơi, con cá này ngon ghê luôn nè. Cá lóc. Cá chê, cái chê trứng nè cả nhà. Cái vàng chê trứng nè. Cũng muốn nụ luôn. Đây rồi, tôi bắt cho cả nhà xem nha. Nó chạy ra chốc dãi. Được hai con cá lóc ngon quá. Thấy không? Quá trời ngon luôn cả nhà. Lên cái cuối, con này cũng kẹt đầu nè. Chắc chắc. Luôn thì cũng được. Đây nha. Cá chê cho bụng trứng nè. Nó nù luôn. Nó nao nằng luôn, chạy chỗ tù lum. Hai con. Ủa, con này cũng uống nù luôn nè. Cái này đúng là cái chê vàng nè. Bông nè. Quá đã luôn. Rồi, thành quả của mình hai chút ngay đây cả nhà ơi. Được à, ba chú cá lóc. Chú nhỏ xíu à. Hàng cái chê. Rồi, mới rô đồng. Vậy con gì nữa bằng trời. Quá ngon luôn cả nhà. Lúc nào lên đây thăm cũng có thành quả là ok. Nó có rô bự ghê luôn. Nhà thấy không? Ngon hết biết luôn cả nhà. Hàng cái chê vàng. Tìm hàng cá lóc. Quá đã luôn. Quá ngon luôn hàng của chú anh chị ha. Thì thôi Quy cũng xin kết thúc clip luôn cô chú anh chị. Nếu cô chú anh chị các bạn thấy hay thì ủng hộ cho Quy một like, một share, Quy đừng quên đăng ký kênh của Quy nha. Quy xin chào, hẹn cô chú anh chị và các bạn ở tập tiếp theo của kênh Quy Nghệ TV. Quy xin chào, hẹn gặp lại tập tiếp theo nha. Xin chào.